Dạ cân sang thân kính chào cô chú anh chị bạn, mời cô chú anh bạn giao lưu. Mời mày vàng, mày vàng không hả chị? Gọi giao lưu, gọi chị phụng giúp anh ha, để bíp bíp không. Rồi nó bắt giam giao lưu cho cô chú mình xem ha. Rồi chào chị. Dạ em chào Linh, chào cô chú anh chị xem kênh ạ. Hôm nay em có về chính phôi mai vàng để giao lưu với cô chú anh chị. Số điện thoại của em là 036 786 3991, số đó cũng là Zalo của em luôn. Rồi không mất thời gian của cô chú anh chị, em xin phép vô clip. Em vô cây số 1, mai vàng của em chính cây là mai vàng không nha. Mấy cái tài cành quay quái gì. Dạ em để đại luôn, lắc lắc mấy con éo. Dạ. Dạ. Bé lắm, nó không có được. Nó không có được lớn không mà, quá đế luôn. Đế quá đều luôn. Dạ. Con rễ cũng to to. Điểm bự rồi. Cái này căng đấu cây. Hai lớp đế luôn. Đây gốc nở chập bá luôn. Chắc là bự luôn. Cái này nó đế thuộc là khủng rồi. Đế quá trời, làm bầu quá lớn. Cây thuộc cũng khá là già luôn cô chú. Dạ. Đôi vị trí này đi. Này nó chặt chặt nên em đo đại vị trí này đi. Tại vì nó chặt chặt. Vị trí này là 40. Nó chặt chặt xuống là nó 48 này. Cái nào để đặt quá trời cũng đặt. Rồi để đặt sạch luôn. Cái này nó cỡ 180 á. Cái này đế hơi bị đẹp, quá đẹp. Dạ, thoát thân 53. Tổng chiều cao là 115. Đường kính bầu 72. Nó sổ bài bài ra đây là nó. Dạ, 31. Rồi giá luôn. Cái số 1 mai vàng em giao lưu giá 5.500.000. Ê, mai vàng không? Số 2. Cái này nó không xù, nó chảy xù chứ. Hơi ú. Ú mập. Băng. Chỉ cần đầy đủ luôn điều bên. Dạ. Cái tượng này ghép là ok. Đẹp mập dữ cả gốc. Phi phi phi. Để có người lót đầy đủ. Đầy đều. Đôi vị trí này đi là 52. Nó chạc chạc xuống dưới là nó ra 60 á. Thoát thân 31. Tổng chiều cao 57. Đường kính bầu 50. Giá luôn.
Dạ, mã số 2 em giao lưu giá 5.200.000. Số 3. Được không anh? Ba ở trên kia cạnh đầy đủ. Đây một cốt hai thân nó chạy thành rước quái. Thân nó lắc lắc. Để sổ nó gom cũng bự bự không? Sổ thẳng không? Rồi chị cho một số. Đôi vị trí này đây là 38. Chạc chạc thôi xuống dưới là 46. Cũ của nó có cái cũ cũng đặc đặc. Cũ đặc của nó là 71. Sổ thẳng là 21. Tổng chiều cao 114. Đường kính bầu 47. Đế cũng to to không à. Dạ, mã số 2 em giao lưu giá 2.500.000. Ủa, số 3. Mã số 3 em giao lưu giá 2.500.000. Dạ. Số 4. Xù cho me. Đế điệu. Đế cũng được. Quá điệu luôn. Dạ. Đây thì có gãy nó quấu còn ngược lại nó cân đối lại. Ngày form này kia cạnh này rất là ok, đẹp quá. Một sai lực lực luôn. Cái xù cho me 5-6%. Hôm nay thì xù hết luôn. Cái góc nở, cái bự nó chạc chạc. Rồi vị trí này đi là 41. Chạc chạc xuống là nó 50 đi. Tổng chiều cao 42. Đường kính màu 50. Dạ, mã số 4 em giao lưu giá 3.700.000. Dạ. Số 5. Của em toàn bộ mai vàng không cô chú anh chị? Để góc nở bự bự. Nghe bắp bắp không? Dạ, bắp bắp không? Đây hiện hơi thiếu xíu cộng ghê. Tại người nó ngoé không kia thôi chứ thật ra rất đều. Đây nè, nó qua bên đó chứ thôi, nó đầy mà nó qua bên kia. Đều, nếu qua đó đều hết trơn. Dạ. Giờ em đo vị trí này đi là 44. Chạc chạc xuống dưới là nó 55. À, cái cũ này là nó tới 114 á.
27, sổ của nó là 27. Tổng chiều cao 108. Thoát thân 35. Đường kính bầu 60. Dạ, mã số 5 em giao lưu giá 6 triệu. Số điện thoại của em là 036 786 3991. Sau đó cũng là Zalo em luôn á. Số 6. Để sổ cũng đều. Dạ. Để có bắp ghế to to. Trên đây thì chỉ cần sát sát cũng đầy đủ. Đây là cái lớn lớn hay to to. Này cũng hơi xấu xấu. Dạ. Đôi vị trí này đi là 42. Chạc chạc xuống là ra 47. Sổ là 23. Có cái cũ. Hảo hảo cái cũ của nó là 85. Tổng chiều cao 44. Đường kính bầu 47. Rồi, giá. Dạ, mã số 6 em giao lưu giá 2.800.000. Dạ, thêm đọc. Số 7. Này cũng đế đẹp lắm. Dạ. Cũng khá đầy đủ. Góc lên xù cho me vậy. Hơi xù xù rồi. Da cũng vậy. Me thì cốm vậy. Ghế thì đế thì ok. Dù ga luôn. Chạc cái điều tứ diện. Hình như sắp sắp rồi. Đây đẹp. Không cần gãy nhiều, thưa thưa nhiều mà tướng lực. Để góc hình nó chặt chặt. Nó chặt chặt đó, ở đây đi vị trí này đi là 41. Chặt ở dưới là nó 55. Chỗ sổ nhẹ của nó là 23. Thoát thân là 29. Tổng chiều cao là 8 9 90. Đường kính bầu 54. Cái nồi đấy đập của nó là đặc sệt luôn á. 135. Dạ, cây số 7 em giao lưu giá 3.700.000. Dạ. Số 8. Em toàn bộ mái vàng hết. Đế cũng được được. Dạ. Đưa qua lại nó cũng lót lót cũng được. Bên đây nó không bằng bên kia mà nó cũng được. Này đẹp. Dạ. Điều. Có
tôm này cũng gì dừa cao lắm các chú. Thì ghép là tàn là ok, nhiều điều. Nơi vị trí này đi là 46. Chặt chặt là 53. Thoát thân là 26. Tổng chiều cao 64. Đường kính bầu 48. Hôm nay cũng khá là đẹp, ghép là ok tàn. Rồi giá luôn chị. Dạ, mã số 8 em giao lưu giá 3.200.000. Rồi thêm đồng thôi. Dạ. Số 9. Cây hơi bị già. Dạ. Chỉ canh từ xa thấy đẹp, rất là đầy đủ. Cũng đều. Nó cũng lên nu nu hay sù nu nu ha. Có cái này là chủ nhà người ta cắt. Tược này chủ nhà người ta cắt. Nếu gì mình tha keo xử lý lại nhé. Dạ. Liền. Đế cũng đẹp đẹp nè. Dạ. Đều đều. Cũng cân đối đều luôn. Rễ cũng to to, gốc phải nở nở. Rồi chỉ cho đồng số. Rồi vị trí này đi là 36. Chặt chặt xuống là 46. Thoát thân là 34. Tổng chiều cao 120. Đường kính bầu 47. Rồi, giá giao lưu luôn chị. Dạ, mã số 9 em giao lưu giá 2.600.000. Dạ, mã số 9 cũng là cây cuối clip của em. Rồi, cuối clip. Chúc cô chú anh chị xem kênh vui vẻ và nhớ ủng hộ tiếp em. Cảm ơn cô chú anh chị. Rồi, chào chị luôn. Dạ. Chào quý cô chú anh chị các bạn luôn. Cô chú anh chị nghĩ cái nào phải tiếp chỗ dựng giúp kênh. Dạ, rồi trân trọng kính chào cô chú anh chị mình ơi.